Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đến với cửa hàng đồ chơi di động .com. Thì hiện tại trên tay mình đó là cái bao da dành cho iPad Pro 9.7 inch. Đây là cái loại iPad Pro mà 9.7 inch chứ không phải cái loại 12 inch, nên các bạn phân biệt. Đây là cái bao da của hãng OU. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp để cho các bạn cùng xem chi tiết cái bao da này. Thì hiện tại thì ở cửa hàng của mình có hai màu sắc để cho các bạn lựa chọn, đó là một cái màu xanh dương và màu đen như thế này. Và đây là cái sản phẩm của chúng ta. À, bao da này nó có cái thiết kế rất là độc đáo như thế này, với những cái đường kẽ phía sau, đồng thời nó có thể gấp lại tạo thành một cái giá đỡ để đỡ cái chiếc iPad chúng ta. Bên trong nó được trang bị một cái ốp cứng trong suốt như thế này, trong đục. Thì cái ốp cứng này nó sẽ giữ chiếc điện thoại được chắc chắn hơn ở trong cái bao da này, và nó tạo thành một cái lực tản những cái lực mà va chạm mỗi khi chúng ta làm rơi hoặc là có va chạm việc gì với các vật xung quanh. Cái mặt nắp đậy phía trước nó dính liền với cái mặt lưng phía sau như thế này. Các chi tiết đó là nó chừa ra cái phần loa ngoài nè, phía dưới chui sạc, nút nguồn, cổng tai nghe, rất phù hợp với chiếc máy, camera và cái đèn led của chúng ta. Thì chúng ta có thể tạo thành một cái giá đỡ như thế này. Đó. Đó, cái này thì nó có thể đỡ được một cái chiếc iPad của ta. Tuy nó nặng nhưng mà thấy nó rất là chắc. Thì chúng ta có thể đỡ này để xem phim, lướt web, nghe nhạc trong thời gian dài mà không bị mỏi cổ, hoặc là cầm chiếc iPad trên tay, thao tác dễ dàng hơn. Thì ở bên cái nắp đậy này nó có một cái 500, nên khi chúng ta đậy nó lại thì nó tự hít luôn, nó không bị bung ra giống như cái chiếc bao da khác. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình, hẹn gặp lại các video tiếp theo.